Hello em, chào mừng đã trở lại với Quý trò Gamer. Thì update này nó có nhiều cái lắm, nhưng mà tôi sẽ làm lai ra những cái được gọi là những cái con cần thiết meta, hoặc là những con ngon đó. Nói chung là những con ngon nhất nha. Chức năng leader boss thì chắc các bạn biết rồi đúng không? Bây giờ thì tôi sẽ ra một cái con mới, đó là con boost dam. Thì boost dam hiện tại xưa nay ông bà ta vẫn cứ boost bằng All Win. Đó thì All Win hiện tại nó có thêm chức năng auto boost, nhưng mà bạn nào mà không biết xài thì có thể nói tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách auto boost. Mình sẽ có thể auto boost được nha. Đây, bật lên, nhưng mà phải biết cách xài thì mình auto boost nó sẽ hiệu quả hơn. Boost tự động. Thì bây giờ khoan, bây giờ đầu tiên là tôi sẽ chết dịch nâng này không xóa được, tắt auto boost đi. Tôi sẽ boost bình thường thôi. Thì con bán này luôn ha. Lấy đại một con ha, ví dụ như là con này đi. Đó, cái này dễ tính nè, 10.000 đam. Rồi. Khoan từ từ để ra quy boost chứ hả? Rồi, tôi sẽ boost trước nha. Tôi boost con On Win cho anh em coi. On Win boost lên. Hiện tại thì anh đừng boost. Ông Baroque đi boost hoài. Baroque boost phát làm rồi lại trục trặc kỹ thuật. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu boost lại. Đấy, ông này làm tôi giật số ve rồi. Đây, anh Rizzer đi, Rizzer bà con của Rizzer đang 10.000 đam. Thì tôi sẽ boost chuyền. Boost chuyền là mắc rồi đó, maximum nha. Là lên được 32.000, tức là nhân 2 lần đam đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ để hóng anh Baroque boost bao nhiêu nha. Tại tôi thấy Amin ghi là Baroque boost là 200%, All Win boost 200% thành 200%. Nhưng mà Baroque 6 sao Abili chấm hỏi 250% boost cộng 25% boost phạm vi. Tức là nếu em tính theo như vậy là nó lên là 250% đam boost với lại cộng lên 25% phạm vi là ngon hơn con All Win rồi. Ông nói 80 con dây điện. Không biết sao giờ nó lên có 18.000 rồi, chưa lên nổi nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ test lại cho anh em, tại hồi nãy nó hơi bối rối một xíu. Làm lại cho nó đơn giản nè. Bây giờ tôi sẽ boost chuyền ba con này đi để cho nó đủ. Đây 271% là đủ. Con này lên 32.000, lên 97.000 đam. Tức là cộng thêm 200% là lên 97.000 đam là maximum. Nè, nó anh em để ý nha. Boost bằng Erin á, On Win đi, kêu bằng On Win đi là lên được 97.000. Con này còn mới đó anh em, con Abara gì đó. Nói chung thì do nó 5 sao nên cũng không có gì để review đâu. Ạc này mới vô tôi quay ra được con này luôn. Chắc là do đẹp trai đó. Rồi bây giờ tôi sẽ boost thử bằng Baroque cho anh em coi nha. Nè, 32.000 nãy lên 97.000 là đúng rồi, là cộng 200%. Bây giờ tới Baroque. Do là Baroque tôi cũng không biết là bao nhiêu con thì được, cho nên tôi boost từ đây là 116. Tôi boost qua em thứ hai là thành 252. Boost qua em thứ ba là lên thành 407. Chắc là 407 là full rồi đó. Em thứ tư boost qua vẫn là 407 thôi. Đây là 407 là hết sức rồi. Em này ý lộn, em này phải boost qua bên này chứ, boost qua đây. Vẫn là 407 nha. Thì bên đây thì 407 boost lên. Hồi nãy On Win á boost lên 96 thôi. Bây giờ Baroque boost á là lên được là 113, tăng thêm phạm vi 25% nữa anh em. Tức là nếu mà mình boost ra mà mình boost bằng anh Baroque á, thì mình boost sẽ lợi hơn nhiều đó. Bây giờ lên hồi nãy là 97 rồi, bây giờ lên được 113 thì 250% đó, hơn được thêm một xíu nữa. Nếu mà đi leo top hay này nọ thì mình xài chiêu này cũng được, nhưng mà ngặt con cái á, là anh Baroque phạm vi rộng quá, không bán được nữa, cho nên đặt sai thì dễ bị đội quân thần trưởng lắm. Nên là tôi thấy nếu mà boost bằng Baroque thì có thể là sẽ phải kết hợp giữa Baroque và On Win chăng. Do anh Baroque bây giờ là boost được phạm vi nè, với lại dam, mà dam này boost còn nhiều hơn On Win nữa anh em. Nên đây mới là meta đó, meta boost là anh này. Thì nãy như tôi boost khoảng ba con là mắc đó. Chứ không có cần phải đi xa đâu. Cỡ như ba con tới đây thôi, ba con thì vậy thôi anh em. Nè, lại nha. 116 lên 225, 407 đây nè, 407 là maximum nè đó. 32.000 dứt phát là lên được là 113.000 luôn đó, là cộng 200% á, tức là nhân lên 3.5 lần á. Nói chung lấy đam của nó, lấy đam hiện tại nhân cho 3.5 á là ra đam boost của con này. Trong khi đó All Win thì chỉ nhân 3 thôi. All Win thì boost nó cái đơn giản hơn, nhưng mà này nó được cái boost phạm vi luôn. Nó vừa boost đam mà vừa boost phạm vi. Nó được cái lợi như vậy anh em khỏi phải đem theo hai con là cái con boost đam với con boost phạm vi. Boost thì vẫn tăng lên 25%. Cho nên Baroque sẽ là một cái con gì đó khá là xài được. Với một cái điều kiện mình phải biết cách xài nha. Đó, như tôi nãy tôi thấy là 3 con. Nếu mà không thì mình chơi vậy cũng được. Vậy đi. Vậy để coi như thế nào anh em. Đó. Bây giờ tôi sẽ boost dây điện qua đây. Rồi boost này lên đây sao mà full nổi. Chưa, không đủ đô rồi. Để tôi đặt thêm một thằng All Win đây nữa ha. Không được, qua đây đi. Đó, đặt 3 All Win. 3 All Win khác gì 3 Baroque đâu ta. Vậy thôi đặt luôn 3 Baroque đi. Baroque thì boost thì kiểu như thế này nha. Anh em đặt hình tam giác để tiết kiệm diện tích. Đó, ví dụ như bây giờ ở đây là 2 con boost đi thì đặt ở đây đây nè, đây 2 con nè. Ở đây 2 con nè, bây giờ thì hình như là tôi hết đặt được rồi. Ở quên, tông cái này là training, cho nên muốn đặt bao nhiêu con thì đặt, nhưng mà quy định thì thực tế chỉ có 8 con thôi, cho nên thì tôi nghĩ nếu mà boost Baroque thì đặt cái kiểu này lợi hơn anh em. Đó. Ở đây dính nè ha, boost qua đây. Ở đây boost qua bên đây. Rồi ở đây mới boost ngược lên bên đây, đó để cho con này nó lên là 350%, 250% nhân 3.5 lần đam lên. Cho nên rõ ràng là anh Baroque này mới là trùm boost đam. Hiện tại thì trùm boost đam là Baroque nha, chứ không phải là All Win. Vô bóng tối Severity gì đó tôi cũng chưa thử nữa. Hiện tại thấy Baroque này có vẻ ổn nè. Con kia thì Amin cũng không có nói gì nhiều. Con này phổ biến hơn, vừa boost down vừa boost phạm vi luôn. Cho nên tôi nghĩ là chắc là phải kiếm anh Baroque 6 sao. Nếu mà bạn nào muốn leo top, tôi chắc cũng không leo top đâu, bon chen kiếm chơi thôi. Up lên gắn up dam này nọ lên thì boost nó dễ hơn nha. Level phải cao cao xíu boost nó mới dễ lên. Có khả năng nếu mà level cao, cao thiệt cao, mình boost chừng 2 con có khi mình full luôn hết ta. Một phát nè, phát là 250 nè, một phát là lên 2.5 lần đam rồi nè, là 4 phát là bằng All Win rồi đó. Vậy là con này mới level 70 thôi anh em. Nếu up lên 180 là tôi nghĩ là chỉ cần 2 phát thôi, 2 phát cuối chuyện là nó full như All Win luôn chứ không có cần đâu. Hiện tại thì tôi cần tới 3 phát lận, do con tôi level thấp nha, cho nên cần 3 phát thì nó mới lên. Nhưng mà tôi nghĩ là 2 phát có thể lên được là nhân 3.5 đó. Rồi nói chung video hôm nay nó đơn giản phán câu thôi là Baroque ngon, ổn, Amin fit lại rồi, cho nên là meta boost dam là Baroque chứ không có phải là All Win. Rồi, bye bye nha. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.